Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này Isabe chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về một khoảnh khắc rất quan trọng. Sứ thần Gabriel thông báo tin vui cho trinh nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, rằng cô được Thiên Chúa tuyển chọn làm người mang Thiên Chúa, trở thành mẹ Thiên Chúa. Trước hết, Đức Maria đã đáp trả lời xin vâng để Thiên Chúa hoàn thành kế hoạch cứu độ. Con người được Thiên Chúa ban cho tự do để quyết định. Nhưng khi con người quyết định chọn điều gì, là con người phải lãnh nhận trách nhiệm do quyết định ấy mang lại. Thói quen của con người là không muốn phải vâng lời ai, muốn tự mình có thể quyết định mọi sự. Trong cơn cám dỗ đầu tiên tại vườn địa đàng, con rắn gian manh biết bà Eva không muốn vâng phục Thiên Chúa, nên cám dỗ bà ăn trái cây biết lành biết dữ mà Thiên Chúa đã cấm không được ăn. Hậu quả của cuộc bất tuân là ông bà mất nghĩa cùng Thiên Chúa và truyền nọc độc của tội tổ tông cho con cháu. Thái độ xin vâng của mẹ Maria hoàn toàn khác với Adam và Eva trong câu chuyện vườn địa đàng, là đổ lỗi cho nhau. Và đó chính là thảm kịch của con người. Không ai nhận lỗi, không ai chịu trách nhiệm, không ai có thiện chí nên xã hội mãi chậm tiến, nên hạnh phúc trở thành khó khăn xa vời. Mẹ Maria đã đáp lời xin vâng không chỉ một lần mà còn nhiều lần trong đời. Mẹ luôn đảm nhận trách nhiệm và chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Mẹ Maria mãi mãi là tấm gương cho chúng ta soi trong cuộc đối thoại lắng nghe lời Chúa và đáp trả lời Chúa. Thứ đến, nếu chúng ta sống như mẹ Maria, là chúng ta thụ thai và sinh hạ Chúa Kitô một lần nữa. Có 2 cách làm mẹ bất toàn, đó là làm hư thai. Chuyện xưa nay vẫn như vậy, và ngày nay còn dễ dàng hơn nữa. Khi mà có sự can thiệp của y khoa như thuốc phá thai, dụng cụ phá thai, thứ đến là sinh con mà không cần phải thụ thai.
Chuyện mới đây thôi, khi phương pháp thụ thai trong ống nghiệm được phổ biến, cả hai tình huống đáng buồn ấy chúng ta lại gặp thấy trên cả bình diện thiêng liêng. Thật vậy, thụ thai mà không sinh hạ Chúa Giêsu là đón nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành, và cứ như vậy làm hư hết bào thai này đến bào thai khác, hết bài tin mừng này đến bài tin mừng khác, qua việc lập ra những dự định hoán cải rồi chẳng bao giờ đi đến cùng. Nói chung là những người có đức tin mà không có việc làm, mà Thánh Gia-cô-bê gọi họ là những người có đức tin chết, chết trước khi được sinh ra. Hay nói một cách nhẹ nhàng hơn, thì chúng ta bảo họ là những người để đức tin bị sảy thai. Ngược lại, sinh hạ mà trước đó không thụ thai, chỉ cần ghép thai, mang thai mướn, là những người thực hiện được rất nhiều việc, kể cả việc tốt lành. Nhưng những việc đó không phát xuất từ tâm hồn, không từ lòng mến Chúa yêu người, mà đúng hơn là từ thói quen, từ giả hình, từ sự tìm kiếm vinh quang cho riêng mình. Chẳng phải trải qua giai đoạn thụ thai mà đã sinh hạ là sinh sản theo kiểu vô tính thời hiện đại. Đó là những hạt giống được gieo trong bụi gai hay về đường sỏi đá cũng mọc lên, nhưng vì nắng gắt hay chật hẹp, hoặc chim chóc mổ nhặt, hay người qua kẻ lại giẫm đạp, thì chẳng mấy chốc mà chết sớm. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đứng trước mầu nhiệm Giáng sinh đang gần kề, mỗi người hãy tự hỏi, chúng ta đã trở nên con cái Chúa? Đời sống chúng ta đã trở nên giống Chúa chưa? Chúa đến với tôi đã là một sự kiện lịch sử và vẫn đang đi vào lịch sử đời tôi. Còn tôi đến với Chúa là một đòi hỏi mà tôi vẫn phải cố gắng thực hành, phải mở rộng cửa đón Chúa cứu thế mỗi ngày.